Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em với bài tập toán lớp 4, bài 129 nha. Chúng tôi sẽ bài giảng của Thầy Liêm nếu trong hai quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Với bài tập hôm nay mình sẽ làm bài 129, bài luyện tập chung. Trước hết là câu số 1 tính nè. 4/9 chia cho 5/7. Như vậy mình nhớ là phép chia mình sẽ đổi thành phép nha. Và mình sẽ đảo ngược con số. Thứ hai có nghĩa là con số phía sau dấu chia nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 1 chính nha. Giờ câu 2. 4/9 chia cho 5/7. Như vậy là 4/9 mình sẽ viết lại. Dấu chia thì mình sẽ đổi thành phép nhân đúng không? 5/7 mình sẽ đảo ngược lại là 7/2. Đúng rồi. Nhân hai con số mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu nha. 4 x 7 thì bằng bao nhiêu? Bằng 28. Còn 9 x 5 thì bằng bao nhiêu? Bằng 45 nhé. Giờ tiếp theo là 5/7 chia cho 4/9, nhưng mình sẽ làm tương tự ở trên đúng không? Như vậy là 5/7 mình sẽ viết là dấu chia mình sẽ đổi thành phép nhé. 4/9 thì mình đảo ngược lại là 9/4 đúng không? Giờ nhân hai con số mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. 5 x 9 bằng 45 và 7 x 4 là bằng 28. Giờ tiếp theo là câu B, 1/3 chia cho 1/4. Như vậy là 1/3 mình sẽ viết lại nha. 1/3 sẽ viết lại. Phép chia mình sẽ đổi thành phép này. 1/4 thì mình sẽ đảo ngược lại là 4/1 nhé. Giờ nhân hai con số mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. 1 x 4 là 4. 3 x 1 là 3. Kết quả sẽ là 3/4/3 nhé. Giờ tiếp theo là 1/4 chia cho 1/3. Mình sẽ làm tương tự thôi nhé. Chứ hết mình sẽ viết là 1/4. Phép chia mình sẽ đổi thành phép phép nhân. 1/3 mình sẽ đảo ngược lại là 3/1 đúng không? Giờ nhân hai con số mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu nhé. 1 x 3 là 3 và 4 x 1 là 4. Kết quả là 3/4 đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nhé. Giờ câu số 1 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ tiếp theo là câu số 2 tính theo mẫu nhé. 2/3 chia cho 5. Như vậy là số 2 viết lại nhé. Từ số giữ nguyên là 2. Mình sẽ lấy mẫu nhân cho cái số nguyên 3 x 5. Như vậy là 2 giữ nguyên, 3 x 5 là 15. Kết quả là 2/15. Giờ mình sẽ làm câu số 2 này giống như cái mẫu nhé. Giờ như vậy mình sẽ làm câu A trước. Như vậy mình thấy là tử số giữ nguyên, số 7 giữ nguyên. Mình sẽ lấy 8 nhân 2 đúng không? Giờ 7 giữ nguyên. 8 nhân 2 bằng bao nhiêu? Bằng 16. Như vậy kết quả là 7/16. Giờ câu B mình sẽ làm tương tự đúng không? Tử số giữ nguyên, có nghĩa số 1 giữ nguyên. Mình sẽ lấy 2 nhân 3 ở phía dưới. Giờ số 1 giữ nguyên. 2 x 3 thì bằng bao nhiêu? 2 x 3 bằng 6. Kết quả là 1/6. Giờ tiếp câu C, 4/3 chia cho 5. Giờ như vậy là số 4 viết lại. Mẫu số sẽ 3 x 5. Giờ số 4, tự số 4 viết lại. 3 x 5 bằng bao nhiêu? Bằng 15. Kết quả sẽ là 4/15. Giờ tiếp theo là câu D, 1/3 chia cho 5. Như vậy tử số 1 viết lại. Mẫu số sẽ là 3 x 5. Giờ 3. Tử số giữ nguyên là 1. 3 x 5 bằng 15. Kết quả là 1/15. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 này.
Giờ tiếp theo là câu số 3. Câu A là 3 phần 4 nhân 5 phần 6 trừ 1 phần 6. Như vậy là mình thấy là nhân có phép nhân phép trừ. Mình sẽ thực hiện phép nhân. Nhân 2 phần 6 mình sẽ lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. Giờ thực hiện phép trừ thì mình có thể quy đồng mẫu số cho mình tính. Câu B thì mình thấy là có phép vọng phép chia. Phép chia thì mình sẽ đổi thành phép nhân, đúng không? Giờ sau đó mình thực hiện phép nhân, giờ thực hiện phép cộng là ra kết quả cuối cùng. Giờ thầy sẽ làm câu câu A chứ. Giờ trước hết mình sẽ thực hiện phép nhân. Mình sẽ lấy 3 phần 4 nhân là 16 tử nhân tử mẫu nhân mẫu. 3 nhân 5 thì bằng 15, đúng không? 4 nhân 6 là bằng 24. Dấu trừ viết lại. 1 phần 6 viết lại luôn. Giờ tiếp theo, mình sẽ thực hiện phép trừ. Đây là phép trừ 2 phần số khác mẫu số, thì mình sẽ đi về quy đồng mẫu số. Mình thấy là 24 chia hết cho 6. 24 chia 6 được 4. Như vậy là 1 phần 6 mình sẽ nhân tử qua 1 cho 4. Giờ thầy sẽ làm tiếp. Như vậy là 15 phần 24 mình sẽ viết lại. Dấu trừ viết lại luôn. Giờ 1 phần 6 mình sẽ nhân tử qua 1 cho 4. 1 x 4 là 4, 6 x 4 là 24. Giờ tiếp theo, trừ 2 phần số cùng mẫu số, mình sẽ lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu, đúng không? Như vậy ở đây mình sẽ lấy 15 trừ 4 thì bằng bao nhiêu này? Còn 11, đúng không? Như vậy kết quả là 11 phần 24. Giờ câu B mình cũng sẽ làm tương tự, đúng không? Giờ như vậy là 1 phần 2 viết lại. Dấu cộng viết lại. Phép chia thì mình sẽ đổi thành phép nhân 1 phần 3 nhân cho 4 phần 1, đúng không? Giờ có phép cộng phép nhân mình sẽ thực hiện phép nhân chứ. 1 phần 2 viết lại. Dấu cộng viết lại. Giờ mình sẽ thực hiện phép nhân. Mình sẽ lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu nha. 1 x 4 là 4. 3 x 1 là 3. Kết quả sẽ là 4 phần 3. Đúng không? Giờ mình thấy đây là 2 phân số khác mẫu số. Mình sẽ đi quy đồng mẫu số. Mẫu số chung sẽ là 6. Đúng không? Như vậy là 1 phần 2 mình sẽ nhân tử qua mẫu cho 3. Và 4 phần 3 mình sẽ nhân tử qua mẫu cho 2 nha. 1 x 3 là 3. 2 x 3 là 6. 4 nhân 4 phần 3 mình sẽ nhân tử qua mẫu cho 2, đúng không? 4 x 2 là 8, 3 x 2 là 6. Giờ đây là phép cộng 2 phân số cùng mẫu số, mình sẽ lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. 3 cộng 8 là 11. Sức giữ nguyên. Như vậy kết quả là 11 phần 6, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 của em là có kết quả giống thầy. Để là bình luận phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem. Mình sẽ qua tiếp câu số 4 rồi. Giờ tiếp theo là câu số 4. Một người bán hàng chia 3 phần 10 kg kẹo và 3 túi. Hỏi mỗi túi bao nhiêu kẹo nhé? Bao nhiêu gram kẹo nhé? Như vậy là người bán hàng chia 3 phần 10 kg kẹo và 3 túi. Thì mình sẽ lấy 3 phần 10 chia cho 3. Sẽ được bao nhiêu mình từ kg mình sẽ đổi qua gram. Giờ là xong đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 4. Giờ như vậy là người ta hỏi là mỗi túi có bao nhiêu gram kẹo. Thì mình trả lời là mỗi túi có số gram kẹo này, đúng không? Giờ mình sẽ lấy 3 phần 10 chia cho 3. Như vậy là mình sẽ giữ nguyên tử số là 3, đúng không? Mình sẽ lấy 10 nhân cho nhân 3 bên đây là sẽ là 30, đúng không? 3 phần 30 thì mình sẽ chia tử qua mẫu cho 3.
3 chia 3 được 1 và 30 chia 3 được 10. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 1 phần 10 đúng không? Đơn vị sẽ là kg nhé. Giờ mà 1 phần 10 kg thì mình sẽ đổi qua gam đó. Mình sẽ đổi dưới đây nhé. 1 phần 10 kg đổi qua gam. 1 phần 10 bằng 100 gam đúng không? Giờ đáp số nhé. Như vậy đáp số sẽ là 100 gam đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nè. Giờ câu số 4 các em là có kết quả giống như thầy. Để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy gì dạng thì hãy bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm. Thầy chúc các em tốt, tạm biệt các em nha.